Chị thấy rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 100 lần thất bại. Xoay quanh những câu chuyện truyền cảm hứng đến từ các khách mời thì chúng tôi hy vọng rằng là qua mỗi số phát sóng thì tất cả quý vị khán giả sau khi xem được những tập phát sóng này, chúng ta sẽ rút ra cho mình được những bài học kinh nghiệm, đặc biệt là ở các bạn trẻ đang có mong muốn start up. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một khách mời rất dễ thương. Xin được giới thiệu MC Vi Hoàng. Dạ, chào chị Giang Thái. Hello, đây là Cupid đây và mình là Vi Hoàng. Và rất là vui vì hôm nay được đến đây cùng với chương trình. Vi Hoàng, một cái tên không hề xa lạ với các bạn trẻ, đặc biệt là trong cộng đồng LGBT. Với vẻ ngoài thân thiện cùng sự nhanh nhạy, Vi Hoàng luôn đổi mới bản thân, tích cực hoạt động trong mọi lĩnh vực từ MC, reviewer, photo model. Với những thành tích đạt được như giải nhất cuộc thi phim Mỹ Rai, top 10 MC chương trình Bữa Trưa Vui Vẻ, quán quân The Face LGBT khi tuổi đời còn khá trẻ. Chàng trai 10X này đã phải nỗ lực như thế nào? Chúng ta hãy cùng gặp gỡ Vi Hoàng trong chương trình ngày hôm nay nhé! Cảm ơn Vi Hoàng đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là Vi Hoàng cũng là một bạn trẻ rất là quen mặt trên các social media rồi, đúng không nào? Dạ, một cái câu chuyện của Vi Hoàng khi mà được chia sẻ là đều là những cái câu chuyện truyền cảm hứng rất là tích cực. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ không khai thác Vi Hoàng với một góc độ là một LGBT, mà chúng tôi sẽ khai thác về những thất bại của Vi Hoàng để đạt được thành công như hiện tại. Vậy thì cho phép Giang Thái hỏi là để trở thành một MC Vi Hoàng của hiện tại thì cơ duyên nào đưa mình đến với nghề? Nếu mà nói về cái câu chuyện về MC, hay là em có hai hướng cơ, kinh doanh và MC? Cả hai, chị cả rất hai. Là muốn khai thác cả hai. Bây giờ mình tới cái câu chuyện đầu tiên, bởi vì cả hai chị em mình đều là được cùng nghề với nhau. Ok, trước hết nha, em kể về kinh doanh trước ha. Bởi vì nó là cái câu chuyện đầu tiên của em. Em đã bắt đầu kinh doanh từ năm lớp 6. Wow. Năm lớp 2 thì lúc đó em không xin tiền bố mẹ. Sau một cái lần là em muốn xin bố mẹ mua một cái máy ảnh, em rất thích chụp hình. Và lúc đó thì bố mẹ đã cho em tiền để mua cái máy ảnh đó, nhưng em lại vô tình làm rơi xuống suối. Sau một lần bị bạn đẩy và cái máy ảnh của em bị ngấm nước, em không thể nào mà sử dụng được. Em có khóc và đòi bố mẹ mua một chiếc máy mới. Và cái trận đánh để mà được mua chiếc máy mới đó nó quá kinh khủng với em. Và em đã tự hứa với gia đình em, đứng trước gia đình em nói là không bao giờ con nhờ bố mẹ mua thêm một điều gì nữa, và con sẽ tự mua bằng khả năng của mình. Thì đó, bắt đầu em đi vào cái con đường kinh doanh là từ đó. Em có một người chị hơn em 12 tuổi. Thì lúc đó chị gái em đang kinh doanh một mặt hàng đó, quần áo. Thì em thấy rằng là nhà mình là chắc là có dây kinh doanh đây, chắc mình sẽ là một người kinh doanh tài ba đó. Em bắt đầu đi nhập hàng ở chợ Đồng Xuân, mọi thứ các thứ về đó. Và từ hồi đó em bán phụ kiện này, phụ kiện vòng này, rồi quần áo em nhập về, và sau đó em bán lại với các bạn trong trường. Thì lúc đó ở trường thì em cũng khá là được các bạn biết đến. Thế là em bán được và có cái tệp hàng khá là ổn định. Bởi vì là các bạn trong trường mà cứ mua gì là cứ alo em mà, vì em kiểu cái bách khoái tổng hợp ấy. Đó. Và với cái mô hình nhỏ như vậy thì mình cứ nghĩ rằng là mình sẽ bán được lắm đây, mình sẽ bán ổn định lắm đây. Thế em cứ bán như vậy đến tận khi em học lớp 10. Bán học lớp 10 xong thì em... trong cái lúc đó em có bán cả đồ ăn nha chị. Em bán sandwich. Đó, tức là mỗi ngày mà các bạn order ăn sáng ấy, thì cái hồi đó sandwich ở Hà Nội là chưa có thịnh hành nhiều. Thế là một mình em bán thôi, mà kiểu ăn lại còn kiểu tây tây ở sandwich, rồi kẹp kẹp cũng lạ miệng nữa. Thế là mọi người ủng hộ em nhiệt tình lắm, mà lại được kiểu các bạn quý. Nhưng mà chị hỏi tí xíu là cái sandwich đó là em phải tự làm ở nhà xong rồi đem lên trường bán, hay là em mua rồi em bán giá cao hơn để em ăn cái phần trăm thôi? Không không không, cái đoạn đấy là vì Hà Nội lúc đó cũng không có bên nào mà đồ xỉ chị ạ, chứ không là em cũng nghĩ ra cái đoạn đấy rồi. Đỡ vất vả. Nhưng mà đây dậy từ 5 giờ sáng ấy để làm bánh sandwich cho các bạn. Đó, xong rồi mình đi học, rồi hồi đấy em đi học như một đại gia, đi xe điện. Lúc đó chưa nhiều bạn đi xe điện đâu. Em đi xe điện đi học, xong rồi em đi ship này. Đó, em cảm thấy rất vui vì những điều đó. Rồi, em lên cấp 3 thì em lại ngừng bán. Bắt đầu lúc đó là em thích về nghệ thuật, em thích quá. Và em quyết định là em theo nghệ thuật. Thật ra hồi cấp 2 là em nhảy. Tức là em rất thích nhảy. Thế lên cấp 3 thì em nghĩ rằng là nhảy có khi nó không hợp với mình. Thì em bắt đầu đi chụp hình, đi chụp mẫu gì. Sau đó thì em làm gì nữa ta? Chụp hình này, đi diễn. Diễn viên. Diễn viên, đấy, cũng mời diễn viên lắm. Và cũng đi diễn một vài cảnh quần chúng. Nhưng mà xong rồi em nhận ra là sức mạnh nội tại. Đấy là dẫn chương trình là một cái mà em rất thích. Vì em rất thích được giao tiếp, thích nói chuyện với mọi người. Thế nên là em lên sân khấu em cũng nói chuyện và em gọi là em dẫn một cách nó rất là tự nhiên. Thì một cô giáo của em cấp 3 là cô
ban chấp hành đoàn trường, là cô bí thư đoàn trường, cô mới gọi là khai thác em. Và bắt đầu em nhận ra là à, mình thích cái nghề này. Mỗi khi mình lên sân khấu mình mới là mình. Mỗi khi mình lên sân khấu mình được làm điều mình thích. Em rất cả ngày không mệt, nói cả ngày em không mệt luôn. Đó, và em rất rất thích. Mà hồi xưa đi học mà chị, thì được dẫn trong cái quy mô là trường này, là lớp này. Rồi sau đó thì lớp 10 là bắt đầu em được kiếm tiền. Em kiếm tiền được bằng nghề rồi. Trộm vía là tổ yêu thương, nên là lúc đó là được kiếm tiền rồi. Thì cũng có những cái chương trình, ví dụ như là 20 ở đâu, mùng 1 tháng 6 này, trung thu này, hay là những cái chương trình khai trương, nhưng mà nó chỉ là những cái quy mô sự kiện nhỏ nhỏ thôi, chứ cũng chưa được gọi là vừa. Thì bắt đầu làm nghề là từ lúc đó cho đến khi mà năm 2017 em bắt đầu tham gia cuộc thi đầu tiên, đây là The Next MC. The Next MC đó, cuộc thi đó thì có em về đội của anh MC Công Tố. Đó, và từ lúc đó em bắt đầu muốn là mình trở thành một MC chuyên nghiệp. Wow. Và em đi học các lớp sau này, rồi bắt đầu em vào nghề, rồi em trở thành một biên tập viên của VTV Cáp. Là lúc đó em lại đi theo hướng truyền hình đó chị. Nhưng mà dần dần em đi theo hướng truyền hình, em thấy rằng là à, mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để bằng được các anh các chị. Mình phải bỏ ra rất nhiều thời gian, nhiều kỹ năng và có những câu chuyện đằng sau nữa, để mà mình phải cố gắng hết mình nữa. Và lúc đấy em lại đẩy hướng sang là em làm về social media. Vì em thấy rằng là cái màu này nó giống với mình hơn. Nó giống với mình hơn vì em thích giải trí, em thích vui vẻ. Và em cảm giác như là kiểu mặt em nó còn non quá, nên là nếu em dẫn truyền hình thì kiểu mọi người nhìn vào chưa có nhiều niềm tin ấy gì. Kiểu đó, bản thân em cũng thấy là nó chưa phù hợp với cái vai đâu. Thì bây giờ quay lại hồi nãy Vi Hoàng cũng có chia sẻ với chị là Vi Hoàng đã kinh doanh từ hồi lúc học lớp 6 rồi đúng không? Dạ vâng. Cho tới rồi. Tận lên lớp 10 luôn. Vậy thì rõ ràng là cái máu kinh doanh nó đang ngấm sâu vào trong Vi Hoàng rồi. Vậy thì đã có bao giờ mà Vi Hoàng thật sự làm một cái gì đó nó lớn lao nhất trong cuộc đời khi mà kinh doanh không? Có. Đây là cái câu chuyện em đã định kể này. Đó chính là Súp Cua MC. Súp Cua MC. Một đứa con mà em rất yêu thương nhưng mà đã từng vô trách nhiệm với nó. Tại sao lại là có tên là Súp Cua MC? Tại vì là cái giai đoạn đó em muốn là mình kinh doanh cái mặt hàng này để mình có tiền và tiếp tục theo đuổi cái định hướng của mình, cái con đường nghệ thuật của mình, và cụ thể hơn đấy là cái công việc mình yêu thích là Master of Ceremony, MC đúng không? Người dẫn chương trình. Thì hồi đó em đi Vô Nam, em thấy là trong này có cái bát súp cua và còn ốc heo, trứng bắc thảo. Trời ơi, lạ quá, ngoài Bắc mình chưa từng ăn được cái món này cả. Và thanh cua, tôm này, rất là nhiều thứ, nhiều topping. Ngoài Hà Nội chỉ có là súp gà là súp gà, mà súp cua là súp cua. Đó, thì em được ăn món đó ở trong này. Và sau đó em quyết định là em trở về Bắc. Món này, cái chi phí để mà đổ ra để mở ra một quán thì nó cũng không quá nhiều, mà nó vừa với cái tầm vốn của em lúc đó có. Tầm bao nhiêu tiền? Cái thời điểm đó em mở quán súp cua đầu tiên là em mất bao nhiêu tiền nhỉ? 10 triệu thôi chị ạ. 10 triệu thôi. Cực nhỏ. Vậy bây giờ thì mình thấy nhỏ, nhưng hồi xưa thì mình thấy lớn. Đó, vì nó là cái số tiền mà em tiết kiệm từ lớp 6 đến tận khi mà... Gọi là bỏ ống heo từ lớp 6 đến lớp 10. Vâng, tiết kiệm từ lớp 6 đến lớp 10 mới có mà chị. Thì em quyết định là đầu tư vào cái quán đó. Lúc đó lại được cái là thời điểm đó các cái ứng dụng gọi là mua hàng online rất là thịnh hành. Thế là em mới liên hệ. Thế là cũng được mọi người ủng hộ. Xong rồi cũng được gọi là được đăng ký rất là nhanh, được làm đối tác của các ứng dụng đấy rất là nhanh. Thế là bán thì các mặt hàng của em nó cũng rất là trộm vía. Ví dụ như khách mà mua online thì bảo là ở lên đây đặt đi cho đỡ mất tiền ship. Đó, thế là tự nhiên cái sao của em trên đó nó được thăng hạng lên rất là nhiều và được trở thành quán hot trong đá. Thế là tệp khách hàng lúc đó là có nha chị. Là có nha, rất ổn nha. Thì hồi đó lại thêm một câu chuyện nữa là mẹ nuôi của em, là chị gái của mẹ em, cũng khá là có tuổi rồi nhưng mà mẹ có một cái đam mê nữa là làm bếp. Thì em muốn thực hiện cái đam mê đó. Hỏi tí xíu nha, mình có bị lỗ tháng nào không, hay là ngay từ cái ngày đầu mở bán là mình đã có lời rồi? Ngay đầu mở bán em lời luôn nha. Nghĩa là không cần phải chi phí cơ hội trong sau 6 tháng luôn mà là lời không. Ngay lập tức luôn. Chỉ có đúng ngày đầu tiên là ngày em khuyến mãi, là ngày khai trương ấy, thì là em xác định luôn là ngày hôm đó là để mang lại hình ảnh và mà mang lại cái tiếng và để cho mọi người biết đến cái món này thôi, vì nó quá lạ với cả Hà Nội. Thế là em quyết định là kiểu free ship này, rồi tặng thêm topping này. Đó, thế mọi người ăn kiểu mọi người kiểu trời ơi, chưa bao giờ ăn cái món này, chưa bao giờ nhìn thấy cái quả trứng màu đen. Trứng màu đen là trứng gì? Đó, lúc đó là trong tâm lý của mọi người nó là như vậy. Và sau rồi thì em có cái tên khách quen từ trên mạng xã hội, rồi cả ở trên ứng dụng nữa. Thì mọi người đặt hàng khá là nhiều, em có lượng ổn định. Thì nó lại cùng vào với giai đoạn
em lại bắt đầu có show. Em lại rất là kiểu bị mải chạy theo cái show của mình. Gọi là đam mê nghệ thuật đấy. Đúng rồi. Thế là em bị bỏ bê quán. Gần như là em không làm truyền thông cho quán nữa. Mà khách đến là toàn là khách tự đến thôi. Và mẹ em thì... À hồi đó là chỉ bán online nha chị. Chứ chưa có quán đâu. Đó, và mẹ em thì là người nấu rồi tự gọi đơn các thứ. Thì mẹ em cũng có tuổi rồi mà. Nên những cái đó đôi khi nó bị nhầm topping là chuyện rất bình thường. Mà topping phát là ai bị đánh giá 1 sao. Tụt hạng ngay. Rất dễ tụt hạng ngay. Thế là cái lúc đó thì em kiểu thật sự là rất mệt. Đi show xong về mà lại còn làm nữa, rất mệt, rất là mệt. Mà lại trộm vía vào cái giai đoạn đấy, toàn đi show tỉnh thôi. Thế là về nhà toàn vào buổi đêm. Cũng có nói chuyện được gì với mẹ đâu, sáng hôm sau lại đi sớm. Thế là quyết định đóng quán. Là đóng quán đợt 1. Đóng quán đợt 1, chính xác. Okay. Đợt 1. Rồi, đây là cái giai đoạn gãy nè, đúng không? Đúng rồi ạ, bắt đầu gãy để đi theo nghệ thuật. Nhưng mà chị hỏi sâu một tí xíu nha, khi mà em quyết định em đóng quán á, là bởi vì do là mình đánh giá 1 sao mình rớt hạng, mà trong cái khoảng thời gian đó là em quá đam mê nghệ thuật, nên là em quyết định buông cái quán để em tập trung cho cái việc nghệ thuật hay sao? Đúng rồi, em quyết định buông quán để làm nghệ thuật, chứ còn thật ra là quán lúc đấy bán vẫn được. Rất sao thôi, thì cảm xúc nó hơi buồn, tiếp khách nó cũng không được nhiều thôi, nhưng mà tức là vẫn có tiếp khách quen đấy chị. Đó, chứ còn là buồn ở đây là vì mình không tập trung được cho nghệ thuật, mình bị lơ là quá. Thật ra là mỗi lúc thì chúng ta phải có một cái sự lựa chọn, thì chị gọi cái sự mạo hiểm của Vi Hoàng là cái sự hơi liều lĩnh một tí xíu. Bởi vì như mà chị chia sẻ thì chúng ta đều cần có những cái nguồn thu nhập thụ động, đúng không? Thì rõ ràng cái quán nó mang lại cho mình cái thu nhập thụ động. Nhưng mà khi mà Vi Hoàng quyết định Vi Hoàng đóng quán và tập trung cho công việc MC, thì có cái giai đoạn nào Vi Hoàng rơi vào tình trạng khủng hoảng là mình không kiếm ra tiền và không kiếm ra show? Đó, ngay sau khi đóng quán là em không có show luôn ạ. Vâng, cuộc đời bế tắc mà chị. Lúc đó thì không hiểu tại sao vừa đồng quán cái thì trời ơi, không còn show nữa. Không có show mấy tháng trời luôn ấy chị. Kiểu em bị khủng hoảng kinh khủng. Thế là cái số tiền tiết kiệm của em nó chỉ ăn trong từng đấy tháng. Và cho đến khi em nghĩ là không được rồi, như này không ổn rồi, mình phải làm có một nguồn thu nhập ổn định, gọi là startup đợt 2. Không, chưa chị. Lúc đó em đi làm VTV đó. VTV card đó chị. Đó là một cái công việc mà ngồi văn phòng nè, chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ ngồi văn phòng. Bởi vì là tính em là em chân chạy, em không ngồi yên một chỗ được. Em mà ngồi yên một chỗ là em bị kiểu bị thừa năng lượng ấy. Nó kiểu bị bứt rứt lắm. Đó. Và em quyết định là mình làm. Em làm ở VTV card một thời gian. Sau đó thì trộm vía tổ lại thương chị ạ. Và lúc đó thì em làm được ở mấy công ty giải trí nữa. Cùng lúc đó nha, là em họ em nha. Tức là em nghỉ cái quán kia xong thì em họ em là người tiếp tục cái thương hiệu đó. Và em họ em là người bắt đầu bán. Thì em họ em bán trong cái năm em nghỉ, em họ em bán rất tốt, rất phất, rất ok. Mở hơn 2 cơ sở luôn. Em có bao giờ em suy nghĩ là khi mà nếu mà em tiếp tục em duy trì cái gọi là cái sức của MC á, thì hiện tại bây giờ cái tài chính của mình nó sẽ ổn định hơn không? Có bao giờ em tiếc nuối cái điều đó không? Em tiếc nuối vì công sức em bỏ ra và xây dựng lên được một cái tiền đề. Tức là em tiếc là tại đứa con bỏ ra mà mình vô trách nhiệm như thế. Em tiếc bởi vì em đã chưa hết mình với nó. Còn nếu như là để nói là có tiếc vì bỏ nó không thì không. Bởi vì bỏ nó thì nó mới có cho em ngày hôm nay. Tức là cái sự cố gắng của em 100% bây giờ là em làm sổ. Nghĩa đó. Là đúng người đúng thời điểm. Đúng ạ. Và nhưng mà với em của em thì em không hề tiếc khi mà để em làm. Bởi vì em làm vẫn rất là ok. Em làm cho cái thương hiệu đấy nó lên rất cao, gần như nó gấp 20 lần so với giá trị ban đầu. Vi Hoàng có bao giờ suy nghĩ là bên cạnh social media thì sẽ có một ngày nào đó mình start up lại một lần nữa không? Thì lúc đó em mới quyết định là em nghỉ 1-2 công ty. Thì em nghỉ 2 công ty. Đấy, 2 công ty đó là em cũng cảm thấy là mình chưa tâm huyết. Thì cái công ty thứ 3 em nghĩ là công ty này sẽ là công ty mà mình sẽ máu lửa, mình sẽ đốt cháy. Thì ai ngờ vào đúng đợt dịch, công ty để tinh chế đúng không em chị ạ? Thế là thôi, lửa được dập. Thì em mới quyết định là không, mình phải có nguồn thu ổn định. Thì em họ em mới cùng lúc đó nha, kiểu luật hấp dẫn, gọi điện cho em. Vi à, Vi có thể về quản lý cho em một cơ sở em nhường lại cho Vi được không? Thế em mới, để em suy nghĩ. Thì em quyết định luôn trong ngày hôm đấy, bảo là được. Em cũng đang cần một nguồn tiền thụ động để em tiếp tục làm nghề. Và em cũng nhìn thấy là đợt tới dịch nó cũng sẽ rất căng. Thế nên là có thể bán online được. Nhưng mà em vẫn nhận quán thì mất cả tiền mặt bằng nữa. Đợt đó là cũng chưa gọi là dịch bùng căng quá đâu, nhưng mà mình vẫn nghĩ là kiểm soát được đấy chị. Thì em gọi là nhận quán, đúng rồi, em nhận quán. Thì em mở quán, lấy lại quán trong khoảng một tháng. Một tháng đó thì vừa ngày đầu tiên mở ra là ngày em thất tình.
bắt đầu cuộc đời em nó đi xuống vì thất tình. Là anh chưa tay bạn gái của thời điểm đó. Em thì công việc nó lại cũng mất đi cùng một lúc vào thời điểm đó. Em bị suy, quá suy. Dạ, cả tình yêu và sự nghiệp đều biết mất. Đúng rồi ạ. Và quán của em thì may là em có bạn em, có mẹ em là những người mà support em thời điểm đó. Thì mọi người vẫn duy trì nó thôi. Nhưng mà em chỉ lên được đúng ngày đầu tiên là ngày khai trương, là em lên cả ngày. Còn tất cả những ngày sau em không lên. Là đi đâu ạ? Em đi chơi ạ. Đi chơi để giải tỏa. Nhưng mà kiểu giải tỏa mãi nó cũng không hết đi chị. Và gần như là em bị quên cái quán đó. Em quên và em kiểu nghĩ rằng thôi được rồi, hôm nay không bán thì mai bán bù. Hôm nay doanh thu thế này thì ngày kia mình bù được, có gì đâu. Nhưng mà không nghĩ rằng là tích tiểu thành đại, nó lại trở thành một cái lỗ quá cao như thế. Và nó bị lỗ. Lỗ khoảng bao nhiêu? Cái thời điểm đó là em đã lỗ khoảng bao nhiêu? Thời điểm trong khoảng tháng đó thì em nghĩ là khoảng lỗ khoảng 50 triệu. Vâng. Nhưng mà thật ra em nghĩ đấy là con số vẫn là chưa nhiều đâu. Nhưng mà tại vì là em lỗ những cái khác, lỗ ở việc em ăn chơi này chị. Là việc em đi chơi này, em cứ đi phượt, ngày nào cũng là ngày đi phượt của em ấy. Đến lúc mà em mở ra em còn khoảng 3 triệu. Em kiểu, ôi trời ơi, mình đã làm những cái gì mà nó lại hết được cái con số này. Bây giờ thì có nghĩa là hai lần mở lại Súp Cô MC nó đều là gặp một cái biến cố gì đó để bắt buộc là mình phải đóng cái quán lại. Lần thứ nhất là bởi vì đam mê nghệ thuật, lần thứ hai là bởi vì thất tình không tập trung cho công việc. Vậy thì sau cái khoảng thời gian đó, thì cái khoảng thời gian nào mà em quyết định nam tiến để có được một Vi Hoàng của hiện tại? Chị biết rồi đấy, dịch thì nó đi theo cả một cái hệ quả. À đúng không ạ? Tức là lúc đó em bị down, em bị sụp đổ, em không còn một gì cả. Trắng tay, công việc không có, tiền tiết kiệm không có. Thì ở giai đoạn đó em bắt đầu hết dịch. À cũng chưa hết dịch đâu, lúc đấy Hà Nội vẫn đang lockdown. Thì ở Hồ Chí Minh lại Open. Và em bay vô Hồ Chí Minh. Thì em nghĩ rằng là thôi, đánh đổi đi. Mình phải cần đánh đổi trong cuộc đời, mình cần sự đánh đổi. Để cho chị mình... hỏi một tí xíu nha. Bây giờ ví dụ như khi mà nam tiến thì em cũng phải cần có một số tiền chuẩn bị đúng không? Mà em vừa mới chia sẻ với chị là em chỉ còn đúng 3 triệu trong tài khoản. Thì em nam tiến bằng cách nào? À 3 triệu vay chị. Vay? Mình đi vay chị. Vay của ai nè? Em vay của bạn. Trời ơi, bạn em giàu lắm. Bạn em giàu lắm nhưng mà em không bao giờ em vay thôi. Tức là trộm vía là cũng chơi được với nhiều bạn có điều kiện nhưng mà không bao giờ vay các bạn. Tại vì là nghĩ rằng cái việc vay thì nó sẽ làm mất tình cảm anh em. Nhưng thật sự là khi đến mình đến cái tầm cuối rồi chị. Gọi là bị dồn tới đường cùng rồi đó. Thì mình phải vay. Thì mình phải vay và mình hứa cái ngày giả. Đó mà lúc đấy khi mà đi vô á, một biến cố đến đó là mẹ em. Mẹ nói chung là chị em đưa em, mẹ em đi khám. Thì đi khám, bác sĩ chia sẻ kết quả bệnh tình. Người mẹ em bị lao khớp xương háng. Và khả năng lớn, rất lớn là phẫu thuật để thay khớp háng. Thì khớp háng là một, khớp lao xương là một trong những cái mà rất ít gặp nhất. Và thay khớp xương háng là một trong những thứ mà khó nhất. Nếu như chẳng may mẹ mà ngã cái mà là nó gãy ngay thì đồng nghĩa với không thay được, là liệt luôn. Thì lúc đấy vừa vào được 5 ngày, mẹ và chị gọi điện báo tin như vậy. Thì mọi người khóc, trời ơi khóc nức nở. Em kiểu, em khóc theo luôn à. Lúc đang điện các bạn mà khóc theo luôn. Kiểu, kiểu bất lực ấy. Bất lực và nghĩ là mình có nên quay về Hà Nội hay không, để chăm mẹ hay không. Và phải làm gì để cho mẹ, có số tiền đấy để cho mẹ phẫu thuật đây. Thì vẫn không biết phải làm gì mà. Vì vừa mới vào 5 ngày thì chả biết phải làm gì cả. Và cũng không biết là tiền nhà tháng nay còn phải trả như nào mà. Thì lúc đấy bạn bè em có những người bạn đồng hành cùng em vào từ Bắc vào Nam vào giai đoạn đấy. Thì các bạn nói với em là em quá mơ mộng. Em quá mơ mộng với cái ngành nghệ thuật này. Em không thực tế, em không kiếm ra tiền. Em như kiểu những cái lời nói lúc đấy em rất vô dụng ấy. Gần như là em chỉ biết khóc ấy. Và nếu như là người khác thì người ta sẽ nghĩ nó rất tiêu cực. Và cảm ơn những cái lời nói đó vì nó là động lực cho em. Chị xin phép gọi đó là tín hiệu nha. Khi mà tất cả mọi thứ nó dồn đến chúng ta một cái cách tiêu cực nhất, chị xin phép dùng từ tiêu cực luôn. Chúng ta mất hết tất cả mọi thứ và chúng ta bị dồn tới đường cùng, thì cái đó gọi là một cái tín hiệu để chúng ta chuẩn bị bước sang một cái bước ngoặt mới. Vậy thì có phải là ngay thời điểm đó em đã tìm được một cái bước ngoặt của cuộc đời mình không? Chính xác. Giai đoạn đấy em quyết định không nói gì với ai hết. Em im lặng. Những người thân cạnh nhất với em lúc đấy không nói với ai hết. Em làm. Em tập trung làm
một nền tảng. Đấy là TikTok. Em tìm được một content cho bản thân mình. Đó là em nghĩ rằng là bản thân mình là một người trong cộng đồng LGBT. Ừ. Em hiểu cộng đồng. Em cũng cần những thứ và muốn tìm hiểu những thứ liên quan đến cộng đồng, thì bắt đầu em làm content về trải nghiệm các dịch vụ thân thiện với cộng đồng LGBT. Ừ. Và những cái địa điểm này, hay là những địa điểm dịch vụ, quán ăn, công việc, tức là em chia sẻ mọi thứ nó xoay quanh về cộng đồng. Em cũng muốn mang đến cho những người ủng hộ và những người ngoài cộng đồng biết về cộng đồng với cái nhìn văn minh và tích cực. Ừ. Và em bắt đầu làm thì ơn rồi, clip đầu tiên phát lên mấy triệu view ta, thì là em ngay tối hôm đó là em có nhãn hàng gọi điện luôn. Em gọi nhãn hàng gọi điện book em xuống Đà Lạt quay luôn. Ừ. Và quay hết hai clip luôn. Lúc đấy em cũng hơi gọi là em chưa bao giờ báo giá. Ừ. Thì lúc đấy cũng bạo mồm báo một con số. Xin phép là em sẽ không public con số đấy ra. Yeah. Em giữ cho riêng mình. Thì em báo một con số và em cũng không nghĩ là con số đấy được offer. Thì trời ơi, đấy là chuyến đi xuống Đà Lạt của em và em làm dự án. Và cứ từ từ như vậy thì công việc của em ngày một nó từ nhãn hàng này liên kết nhãn hàng khác. Thì em được ủng hộ rất là nhiều. Và công việc đấy nó cũng là một công việc mang lại thu nhập cho em rất tốt. Em tự tin hơn. Và em lại có thêm một cuộc gọi nữa của cái anh quản lý của em đang làm cùng với em. Vì ai xem em lâu sẽ biết là em làm ghép đôi. Yeah. Hà Nội open rồi, về quay đi em, phố đi bộ mở rồi, Vi Hoàng ơi. Em mới quyết định là bây giờ về một ngày em quay bao nhiêu số. Quay bao nhiêu số như này, trừ chi phí đi mình cầm lại bao nhiêu. Quyết định lấy công làm lãi, bay về Hà Nội luôn. Là cứ một tháng bay về Hà Nội 2 tuần để em đi ghép đôi. Và em làm những công việc ngoài Hà Nội. Thì là lúc đó em lại làm thêm cùng một công ty nữa du học của chị em xây kênh TikTok cho chị gái em, à chị họ em, là về mặt TikTok đó, là cũng thêm một đồng lương nữa, là về Hà Nội là làm hai công việc đó. Còn ở trong này là cứ review rồi trải nghiệm rồi làm show á chị. Là đôi khi trong này là cũng đi dẫn sự kiện nữa nè. Đó. Nhưng mà thường bây giờ là ví dụ như bây giờ là book Vi Hoàng á, thì sẽ là chuyên về cái mảng review, là những cái nơi cho LGBT hả? Em có mở rộng cái phương hướng của mình ra không? À có chứ, bây giờ thì là đang rộng hơn rồi ạ. Còn trước đây, cái lúc bắt đầu thì nó phải đi theo ngách. Là em đi theo ngạch đó. Đó, nhưng mà dần dần thì em cũng đã mở rộng ra. Nhưng mà cái gì là của mình thì mãi là của mình, cái gì là chất của mình thì mãi là chất của mình. Em vẫn làm những thứ mang lại tính tích cực cho cộng đồng và lan tỏa năng lượng của cộng đồng. Và nhưng mà em vẫn trải nghiệm và review những sản phẩm dịch vụ và giải trí. Public thêm một cái nữa là sắp tới em sẽ làm một cái, đó là em làm một cái talk show, em làm một cái show cho được mang tên là Chuyện Cầu Vồng. Thật ra là cái việc mà vừa làm việc cả Nam và Bắc á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái khó khăn. Vậy thì có bao giờ mà em cảm thấy là em bị mệt khi em phải di chuyển cả hai nơi như vậy không? Có chứ, bởi vì đôi khi không phải là hai nơi mà đôi khi là các tỉnh khác nữa. Mệt chứ, em rất mệt. Em lại là một người bị say ô tô và xe máy bay chị ạ. Trời ơi, tự nhiên đợt đó là sức khỏe em yếu thôi, chứ còn bình thường lại không say. Nhưng mà cái đợt đi nhiều quá em bị yếu. Thì rất mệt, rất vất. Nhưng mà vì một mục tiêu thôi. Đó là vì cuộc sống của mình nó được cao cấp hơn, nó được nâng cao hơn, nhu cầu sống mình được nâng cao hơn. Và đấy là lý do thứ hai thôi nhỉ. Nhưng lý do đầu tiên đó chính là mẹ mình. Mình sẽ tìm được một cái tiềm năng tiềm tàng, đó là mình sẽ lo được cho mẹ của nếu như mà có phải xảy ra thì mình có thể lo được cái cuộc phẫu thuật đó. Thật ra thì khi mà nói về cộng đồng LGBT thì chúng ta sẽ có những cái chương trình rất là đinh, chẳng hạn như là Come Out này. Vậy thì cái chuyện cầu vòng của em sẽ khai thác theo cái hướng nào? Đương nhiên là nó cũng sẽ không phải quá mà là mỗi chương trình nó sẽ có một cái key. Ví dụ như chương trình của Vi Hoàng thì Vi Hoàng sẽ là người lắng nghe những cái chia sẻ, những cái nỗi đau và những câu chuyện của các bạn trong cộng đồng, giống như một cái radio vậy. Và em sẽ là người có thể một phần nào đấy truyền tải lại năng lượng tích cực cho các bạn và giúp các bạn truyền tải câu chuyện đó đến người các bạn muốn và những người trong cộng đồng. Thật ra là khi nói chuyện với Vi Hoàng á, là bên cạnh cái việc là chị cảm thấy em là một người có những cái nguồn năng lượng cực kỳ tích cực ra, thì em còn có những cái câu chuyện để truyền cảm hứng không những cho giới LGBT mà còn cho những cái bạn trẻ mà mong muốn đi theo con đường social media. Vậy thì em có một cái lời khuyên dành cho các bạn là đang muốn tạo cho mình một cái thương hiệu cá nhân riêng trên kênh social media của mình không? Chị có một cái câu rất là hay chị được nghe từ một anh giám đốc đài. Anh nói là tới thời điểm hiện tại á,
thì mỗi một người chúng ta đều sẽ có một cái kênh truyền hình riêng của mình cả. Vậy thì với một người có kinh nghiệm về social media như em á, thì em có một cái lời khuyên nào dành cho các bạn để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân của mình không? Chắc là có một cái tip ha, là hãy xem các bạn, bản thân các bạn có điểm mạnh nhất là gì, thì điều mà các bạn cần làm đấy là phát huy điểm mạnh đấy. Thì em nghĩ rằng nó là một trong những cái trick mà em đang làm với mình. Với những bạn đang start up thì mình nghĩ rằng là các bạn tự tin lên. Khi mà các bạn chưa làm ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ còn thành công, nhưng khi mà các bạn đã làm rồi thì 50% các bạn đã thành công rồi. Thế nên là phải tin vào bản thân mình. Nếu như có những điều mà xảy ra nó không được vừa ý với các bạn, nó không được đúng như mong đợi của các bạn, thì đơn giản thôi, đó là chúng ta đang được thử thách để đạt được những mục tiêu và vị trí cao hơn. Vậy nên điều mà quan trọng nhất, các bạn cần tự tin vào bản thân mình và luôn hướng đến những điều tích cực. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Vi Hoàng rất là nhiều, và chị rất trông đợi dự án Câu Chuyện Cầu Vồng của em sẽ được lên sóng. Một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Vi Hoàng rất là nhiều, và hy vọng rằng là qua những chia sẻ của Vi Hoàng thì chúng ta sẽ nhận ra được tín hiệu để khi mà chúng ta bị dồn tới một bước đường cùng nào đó, chúng ta sẽ biết cách để đi lên, giống như câu chuyện truyền cảm hứng của Vi Hoàng. Đến đây thì tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như là công việc hiện tại của mình nhé. Chị chủ động giới thiệu nhé. Lý Diệu Trâm Diệu Vàng á. Mình sinh năm 1980. Nay mình đang là giáo viên dạy anh cũng học. Thầy cũng xin lỗi chương trình là sáng nay là có buổi tập trung học sinh, thì cũng có báo với lại chương trình là hôm nay mình có đi làm á, học sinh cũng có tập trung đó. Do đó là cũng xin lỗi chương trình là hồi nãy mình không có nghe kịp. Còn mình chưa có gia đình mà mình cũng hơi ồn. Dạ vâng, chị Diệu là đang ở đâu ạ? Và chị là giáo viên dạy lớp mấy, dạy bộ môn gì? À, mình là giáo viên dạy tiểu học. Dạ. Chị dạy môn gì ạ? Không, tiểu học thì nó không có môn. Mình giáo viên chủ nhiệm mình sẽ dạy hết tất cả các môn. Dạ. Chị ở đâu? Và chị có điểm mạnh, điểm yếu gì? Mình ở, hiện nay mình đang sinh sống ở quận 12, nhưng mà mình làm ở bên quận Gò Vấp. Nói chung thì giáo viên tiểu học thì nó cũng có nhiều cái tài lẻ, nhưng mà mình thì cũng không có tài lẻ gì nhiều. Đó thì công việc chính của mình là cũng dạy thôi, nên mình cũng không có bố cái mình biết một chút. Dạ. Yeah. Ví dụ như mỗi cái biết một chút thì là những cái như nào chị ạ? Ví dụ như mình cũng biết hát được, mình cũng múa được. Mình cũng tại vì dạy tiểu học mà nên là các cô phải cũng có những cái năng khiếu đó. Dạ. Dạ vâng. Có năng khiếu hát múa. Dạ vâng. Cái điểm mạnh nói chung là mình là người sống khá là không hướng nội á. Không hướng ngoại. Chung là mình hướng nội, mình cũng không có thật sự là nhỏ lớn giờ là đi học xong thì đi dạy đi làm, chứ không có thật, nói thật là cũng không có khéo về trong cái vấn đề nấu nướng hay là nội trợ. Nhưng mà tại sao mà tới bây giờ mình vẫn chưa lập gia đình gì nhỉ? Tại vì trước đó thì mình cũng có một mối tình, nhưng mà sau đó thì cái người đó đi lấy vợ, và mình cảm thấy là xong cái đó mình lại tập trung vào việc học để mình học nâng cao. Sau đó là mình học xong, để tập trung vào việc học xong thì mình quay lại thì mình thấy là mình cũng ba mươi mấy tuổi rồi. Lúc đó thì nhìn qua bạn bè thì cũng có người thì cũng đã lập gia đình rồi. Tự nhiên mình cũng muốn tìm một người để mình lập gia đình, nhưng mà không phải là mình muốn là được, đúng không ạ? Dạ. Do đó là mình cũng tìm một người, nhưng mà thật sự là mình cũng chưa có cái thời điểm đó thì mình cũng buồn và mình cũng chưa có mở lòng. Mình cũng có quen một số người, nhưng mà mình cứ hay cái điểm yếu của mình là mình mang người ta ra so sánh á. Mặc dù là mình không nói trước mặt người ta, nhưng mà mình cũng so sánh ngầm như vậy đó.
So sánh với người cũ hả chị? Thì đúng rồi. Đó, mình so sánh. Không phải là mình so sánh trước mặt người ta, mình cũng ngầm ở nó chứ. Cái người đó mặc dù là không có bằng nhưng mà mình cũng hay suy nghĩ á. Đó. Dạ rồi. Dạ. Chị, nhưng mà cái mối tình của chị như là chị kể cụ thể hơn dùm em xíu, là chị với anh ấy yêu nhau trong vòng mấy năm và lý do tại sao mà mình không đi tiếp được, và người đó có như thế nào mà để cho chị ấn tượng? À, người đó là người đó mình quen thì lúc đó làm công an, sau đó thì mình cũng chỉ nghe nói lại thôi, nói là mình không có hợp tuổi á, nên là mình xong cái đồ một cái thì người đó đi lấy vợ, mình cũng không biết. Dạ. Dạ. Hai chị yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ cũng được nói yêu thì cũng không phải yêu, mà thật ra thì mình cũng khá là cũng chưa phải là yêu chính thức nữa, tại vì hai người cũng chưa nói yêu nhau hay là như thế nào đó, nhưng mà tức là sao ta? Trong thì là ngầm hiểu là yêu rồi, nhưng mà chưa ai nói với nhau là mình yêu nhau hết. Không chị, là bao lâu á chị? Ý là cái thời gian để mình ngầm hiểu chuyện đó là bao lâu? Dạ cũng được 5-6 năm ạ. À, 5-6 năm mà chị nói ngầm hiểu, mà chị nói đụng cái người ta ra đi, người ta không nói lý do vậy chị? Theo chị lý do là gì? Nó không phải đơn giản chỉ là hợp tuổi thôi đâu. Tại vì lúc mà mình quen á thì mình cũng có nghe mọi người nói là anh này cũng đang quen một người khác mà hình như là đã có con rồi, nhưng mà mình hỏi thì anh đó không có trả lời đó. Anh đó cũng chối thôi, nhưng mà đụng cái thì lúc mà mình đi học nâng cao thì là cái ngày mà mình đi thi là anh đó cưới vợ. Tại vì cái này em thấy đang nó có vấn đề trong cái việc chị tìm hiểu á. Tại vì 5-6 năm rồi mà không cưới thì thôi, chừng năm thôi là dẹp được rồi chị. Chừng 5-6 năm chị cho nó mất thời gian. Không, tại vì mình không biết có lý do gì không? Lý do gì trong cái việc? Theo mình nghĩ là chắc là do là mình yêu nhiều hơn, còn anh đó anh không có yêu mình nhiều bằng. Cho nên là anh không có cưới chị đúng không? Anh cứ kỳ kèo vậy phải không? Đúng rồi, anh vẫn quen mình nhưng mà anh vẫn quen người khác. Và mình nghe mọi người nói là anh đang quen người đó và đã có con rồi. Mà thật sự là đến khi mà anh cưới là con anh đã mấy tuổi rồi. Chắc có thể là mình cũng không có sâu sắc trong cái vấn đề đó, nên là mình nói chung là mình tin tưởng cũng hoàn toàn á, nên là mình không đó. Cho nên ý anh nói là như vậy để sau này mình rút kinh nghiệm chị, ví dụ quen mà 6 tháng năm không cưới rồi dẹp đi mất thời gian chị biết không? Nó mất thời gian của phụ nữ mình rồi, bây giờ chị thêm mất niềm tin ở cuộc sống đàn ông nữa, thì bây giờ thế thì chị muốn tìm cái người như thế nào? Cái người đó ví dụ như cái tuổi của chị, nếu mà người đó ly hôn thì được không? Nhất là mình cần tìm người, nhất là người đó là chân thành và người đó nếu thật sự nếu mà có duyên đến với nhau thì là mình cũng không cần đòi hỏi là đến cái tuổi này thì tìm một cái người mà chưa lập gia đình thì chắc cũng có vấn đề, mình nghĩ vậy. Nên là mình nói là mình cũng không có đặt nặng về cái là người đó đã có vợ hay chưa, nhưng mà nếu mà thật sự mà quen đó là mình phải rõ ràng, ví dụ như là người đó đã phải dứt khoát với người trước rồi, không có còn dây dưa nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là người đó cũng chân thành và hiểu cái công việc của mình, hiểu thông cảm cho mình, để nói chung là có thể là một người bạn đầu tiên, có thể là một người bạn để mình có thể mình chia sẻ, sau đó là mình hiểu rồi mình chia sẻ tâm sự, xong đó thì mình sẽ hiểu rồi mình sẽ có cảm tình hơn. Chứ mình cũng không đòi hỏi là người đó phải tuyệt đối thương mình hay như thế nào đó, nhưng mà mình muốn là cái gì cũng phải rõ ràng. Rồi, ok vậy chị. Dạ, chương trình cho mình hỏi xíu được không ạ? Dạ vâng, chị hỏi chưa? Dạ. Tại vì mình cũng khá là nhát, nên là nếu mà mình quen mà mình không có lên chương trình được không?
Chị ơi, đây là chị đang casting cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, là chương trình phát sóng truyền hình. Dạ. Và bọn em từ lấy giờ ngồi nghe chị nói để mà tuyển vào vòng trong là ghi hình cái chị. Chị có thật sự là muốn tham gia chương trình không để bọn em còn biết. Dạ, tại từ lấy giờ là cũng hơi mất thời gian. Dạ, xin lỗi chương trình nha. Dạ, chị thế vậy chị có tham gia chương trình không ạ? Dạ, mình có một cái yêu cầu nhỏ đó được không ạ? Dạ. Chị nói đi. Dạ, thì mình là gốc cách mạng á. Mình nếu mà được thì mình tìm một người không có đạo á. À, tìm người không có đạo đúng không? Dạ, dạ. Với lại ví dụ như là có con cái riêng thì cũng được, nhưng mà cũng phải rõ ràng với con lớn cũng được. Tại vì mình không có phải là bao dung độ lượng để mà có thể là nó là mình lo chọn được á. Dạ rồi, em hiểu rồi ạ. Dạ vâng. Dạ. Còn ví dụ như người đó mà có gia đình rồi thì cũng mình cũng là phải rõ ràng là đã dứt khoát rồi, đã ly dị rồi hay như thế nào đó. Chứ cũng không phải là... Chị vào chương trình đó chị vào chương trình của mình á là sẽ kiểm tra giấy tờ rất là rõ ràng. Cho nên chị yên tâm, cái vấn đề chắc chắn là sẽ dứt khoát. Nhưng cái vấn đề mà em lo cho chị là chị cần phải biết cái cách tìm hiểu một người. Bởi vì nếu không á, cái người này người ta giấy tờ người ta ok, người ta dứt khoát rồi, nhưng người ta còn dây dưa bên ngoài là tụi em không biết nha. Chị hiểu ý em không? Có nghĩa là người ta đã dứt khoát và giấy tờ người ta nộp đầy đủ, người ta đã ly dị xong xuôi về mặt thủ tục pháp lý. Nhưng mà về cái mặt mà bên ngoài đó, nhiều khi người ta còn dây dưa qua lại thì cái đó chị phải là người tìm hiểu. Chứ chị đã từng quen một cái anh công an rồi, nhưng mà cũng đâu có phải là cái nghề đó người ta sẽ nói người ta tốt đâu, đúng không? Đó, cho nên là chị cần phải biết cái cách để chị tìm hiểu. Chứ còn em thấy theo nguyên tắc là chị, cái này em chia sẻ cho chị thôi, 6 tháng tới 1 năm mà cái anh đó mà yêu chị là sẽ đòi cưới chị. Còn 6 tháng 1 năm mà không thì no, dẹp luôn đi chị. Nè, em chia sẻ kinh nghiệm cho chị biết để đừng có mất thời gian vào những cái người ta không thật sự yêu thương mình. Ha. Dạ. Rồi ok, nếu mà còn như em nói về cái chương trình mình ha, là ở đây casting để chọn các bạn tham gia ghi hình ở trên truyền hình. Và mình muốn tìm được một cái người mà như ý mình á, thì mình phải có cái sự đánh đổi. Giống như vượt lên chính mình mà anh Quyền Linh dẫn, chị biết không? Chị phải lên chương trình, chị phải xông pha, chị phải qua những cái vòng casting cực khổ của chương trình. Còn nếu như chị nói là thôi chị ngại lắm này kia thì chị sẽ tự tìm, mà chương trình không có hỗ trợ với các cái vấn đề ở bên ngoài đó, là chị phải tự chị lo cái phần đó. Còn tụi em ngồi đây mất thời gian, công ty trả tiền để tụi em casting để chọn những cái nhân vật thật sự là cần để mà tham gia chương trình, chứ không phải lên để chơi gì hết á. Nên chị yên tâm là ai lên cũng vất vả như chị thì người ta phải thật sự nghiêm túc đó. Nha, chị suy nghĩ thêm, bởi vì ở đây chỉ là vòng casting vòng 1 thôi, sơ tuyển thôi. Nếu chị được chọn thì tụi em sẽ liên lạc lại. Và nếu như chị không có cái nhu cầu, khi mà chị suy nghĩ lại bữa cast ngày hôm nay á, thì lúc mà tụi em liên lạc chị trả lời luôn là chị có muốn tham gia hay không luôn giùm em nha. Cái mai mốt là chị cứ xác nhận lại cái việc mình có thật sự mình đi tìm cái tình cảm mình hay không đó. Bởi vì chương trình mình là làm phải thủ tục giấy tờ rồi nó rất là rõ ràng ha chị ha. Thì ở phía chị là cái chị ngại thôi. Chị như chị nói gia đình mình là bên cách mạng rồi ngại lên tivi hay gì đó, thì cái đó mình phải không, phải làm không phải. Dạ. Gia đình mình thì không có gì hết. Ý mình nói là mình là cũng có đảng có ấy, là mình sợ là theo đạo á, mình theo không có không. Cái đó là ở đây nè, mình casting ở đây là tụi em là, nếu mà được gia đình mình có cách mạng rồi mình ngại lên tivi hay gì không có. Để mình chỉ cứ đánh nha thôi chị, đừng có lo cái chuyện đó. Còn cái việc mà là cũng là rất là run rồi. Em hiểu, cho nên là em cũng muốn chia sẻ rõ luôn để mà chị biết được cái tiêu chí luôn. Còn chị không ngại là chị cứ lên đó chị kiếm chồng thôi, bình thường ai cũng có cái cơ hội đó như nhau chị ha. Rồi em chào chị ha, em cảm ơn chị. Ở đây thì chỉ có ekip của chương trình thôi, cho nên là chắc là mời chị giới thiệu giùm em. Đầu tiên là những cái thông tin cơ bản của chị nè, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của chị ạ. Vâng, em chào chị Thanh Trúc ạ. Chào các anh chị em trong ban biên tập. Em tên họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh, sinh ngày 8/1/1982, quê quán ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thành Đông, Đông Triều, Quảng Ninh ạ. Là chị đang ở Quảng Ninh luôn hả chị Thanh? Vâng ạ, em đang ở Quảng Ninh luôn. Mình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào đây được không? Là em được, nếu mà tìm được đối tượng là em vào được ạ. Rồi ok chị. Công việc của mình là gì đó chị Thanh ha? Em làm giáo viên chị ạ. Giáo viên cấp mấy chị? Em giáo viên tiểu học.
Rồi, chị nói giùm em sơ qua về cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị Thanh nha. Trước tiên là em nói về đường tình duyên trước, đó là em đã ly hôn rồi. Em ly hôn đến bây giờ là được 13, 14 năm rồi. Em đang nuôi cháu, là con trai. Và từ lúc ly hôn đến bây giờ thì em cũng chưa có gặp đối tượng nào khác, cho nên là vẫn ở vậy nuôi con. Còn điểm mạnh thì của em thì là em thích đọc sách, bởi vì em là giáo viên mà thường xuyên là hướng dẫn các con sách để các con đọc ấy, và thích chăm chút cho các bữa ăn trong gia đình này, những ngày nghỉ thì thích dọn dẹp nấu ăn. Em thích trẻ em và em thích nói chuyện với người già này. Nếu mà gặp được đợt này mà gặp được bạn trai thì là em cũng mong muốn là sẽ có cơ hội để nấu ăn cho chồng cho con vào những ngày nghỉ ấy. Còn điểm yếu của em là sống nội tâm. Rồi chị xem nó cố chấp chưa? Chị chia sẻ về cái hôn nhân đó, làm sao mà mình ly hôn? Hôm 18 thì 18 là nó, hai chị 25 em thì phải hôm nay là của nó. Cua hai cái con này em cãi gì nữa chứ. Em với chồng em thì lấy nhau thì năm đó em ở nó nói riết rồi em ba mươi tuổi. Em lấy chồng về thì chồng em đam mê cờ bạc, không quan tâm đến hai con. Em lấy chồng được 9 tháng thì sinh bé trai. Khi bé còn nhỏ mà bé hay ốm thì cứ mỗi lần là chồng em cứ hay bỏ đi đánh bạc ấy. Em cứ điện gọi chồng về nhà cùng với em chăm con, phải đưa con đi viện, nhưng mà chồng em cứ bỏ mặc hai mẹ con. Lúc đó thì là em cảm thấy là thực ra là nó rất là nhiều lần, 2-3 lần gì đó. Sau đó là chồng em cứ lấy bình thường, khi đấy là lúc cháu ốm. Còn bình thường mà cháu không ốm thì cứ bỏ nhà đi chơi ấy, đi chơi đánh bạc ấy, gần như là cứ để một mình em với con ấy. Mà em thì lại lấy chồng cách nhà em khoảng hơn 60 cây số cơ. Thế em thấy là đúng một người chồng như thế này thì em thấy không ổn, là em cũng đã hướng cho anh ấy đấy. Trước khi đi dị thì em hướng anh ấy là về ở gần khu nhà em thì ở rẻ, bởi vì nếu mà ở rẻ nhà em thì nhà anh có đất, thì hai vợ chồng chỉ làm ở xây nhà thôi. Thế nhưng mà anh ấy không muốn, anh ấy muốn ở trong đấy, ở trong đồi núi dân tộc ấy. Thế là nói chung là anh cứ bỏ mặc mẹ con, nhưng cuối cùng là em cảm thấy là với cái người chồng thế này thì em không thể ở được. Thế là em chủ động là bỏ, và em mang theo con đi. Lúc đấy bé chỉ có mấy tháng tuổi, 3 tháng tuổi, và em ni thân là một năm, đúng một năm sau rồi em ni dị. Thì trong suốt 12, 13, 14 năm trời thì chồng em cũng không chấp nhận những con cả. Thực ra thì em đăng ký cái chương trình này đúng ra thì em đăng ký cái đây khoảng 3 năm rồi, nhưng lúc đó hình như là cũng không có cơ hội. Thế nên lần gần lúc này em đăng ký lại thì cũng may mắn là cái hồ sơ của mình được chương trình chấp nhận và có một cái buổi casting này. Em cũng rất mong muốn là sau cái buổi casting này thì có cơ được một người bạn cùng quan điểm với mình. Tất nhiên là bây giờ em cũng là 42 tuổi rồi, thì cũng không có mong muốn là người chồng mình chưa có gia đình, thì em chỉ mong muốn là người ta thì càng tốt chị ạ. Dạ rồi, chị đợi em tí xíu nha. Sản xuất ơi, chị đang thấy có một chị đang vào nữa nè. Chị đang thấy có một chị đang vào. Chị Thanh đang cast thì có một chị đang vào đó. Dạ. Dạ xin lỗi chị. Dạ chị Hoài. Dạ chị Hoài ơi, mình cast xong rồi á, mình bấm thoát cuộc gọi giùm em với. Tưởng được vào nhóm nghe. Và xin lỗi. Dạ rồi. Rồi xin lỗi chị Thanh nha. Rồi mình tiếp tục hả chị ha. Rồi từ đó tới nay là bao nhiêu lâu rồi chị? Cái hôn nhân đó. 13 năm rồi chị ạ. Dạ. Rồi 13 năm này mình có tìm hiểu ai không? Nói chung là bạn bè cũng có giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì em thương con em ấy, thương nó nhỏ. Sao em lại thương là mình lấy chồng thì lúc đó là mình
cứ mãi miết với gia đình nhà chồng mình thì mình sẽ không có thời gian chăm con. Nhưng đến gần đây nhất thì thằng bé cứ mẹ ơi mẹ lấy chồng đi mẹ kiếm cho con bố đi, mà thực ra con em bây giờ năm học này nó cũng sắp vào lớp 7 rồi, thì nói chung là nó cũng đã đủ lớn, nó có thể tự mình tắm rửa rồi. Thực ra là trước em chưa có muốn, bởi vì em vẫn phải tắm rửa cho con, vẫn phải lo cho con, nhắc nhở con. Đến thời điểm này là cháu tự nấu cơm rồi, thì cháu tự nấu đồ ăn thức uống và cháu tự vệ sinh cá nhân được rồi ấy, thì em cũng mong muốn là mình sẽ có thể kiếm được cho con người bố. Ừ, rồi ok chị. Thế thì bây giờ chị muốn tìm người như thế nào, chị mô tả rõ giùm em, tại chị đang ở ngoài Bắc á, thì cái khu vực rồi tất cả mọi thứ ha, tuổi tác của bạn luôn. Dạ vâng. Thế thì điều kiện về cái bạn trai của em thì em rất là mong muốn là về tuổi tác thì có thể là sinh năm 80, em sinh năm 82, cuối năm 82, thì bạn trai có thể sinh năm 80 này, 79 này và 76 đấy. Còn chiều cao, em cao 1m50 thì em mong muốn là bạn em sẽ cao khoảng 1m65 trở lên. Về cân nặng thì 60kg trở lên, tính cách vui vẻ, hòa đồng, thu nhập ổn định, biết cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chương trình là ghép đôi được cùng chú bộ đội thì càng tốt, vì bố em là bộ đội, em thích bộ đội. Và nếu như bạn săn bạn sai mà chị ơi, là chị coi tuổi hả chị hay sao, tuổi đó hay không có tuổi đó thì sao? Vâng, nhưng mà nếu mà tuổi lớn hơn em thì cũng được chị ạ. Đây là cái mong muốn của em. Còn nếu mà cứ hơn tuổi em là được chị ạ, hoặc bằng cũng được, hoặc là kém 1-2 tuổi cũng được. Còn nếu như bạn trai mà sống được ở khu vực là Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh thì càng tốt chị ạ, vì mấy cái tỉnh gần chỗ em sống và làm việc ở đấy thì càng tốt. Còn nếu mà chương trình mà tìm được bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ bay vào đó chị ạ. Rồi ok chị. À, nếu mà được chọn thì bên em sẽ trao đổi thêm với mình nha chị nha. Ừ, sẽ liên lạc mình trao đổi cho chị ha. Vâng, em chào mừng. Và tên Lương Thị Hồng Nhan, sinh ngày 18/3/89. Nhi 8, Lương Thị Hồng Nhi 89. Lương Thị Hồng Hồng Nhiên hả? Hồng Giang. Em không nghe rõ hả chị? Hồng Giang nha chị. Hồng Giang, rồi ok. Rồi mình nói về điểm mạnh điểm yếu mình xíu đi chị Giang. Điểm mạnh chắc là nhưng mà hòa đồng, vui vẻ. Mình có sở trường hay tài lẻ gì không chị? Không, mình phải cái tài lẻ hả chị? Nói chung là cái gì em cũng làm được hết á, cái đó là cái điểm mạnh của em. Cái gì cũng làm được, mình liệt kê một số cái mà mình làm được đi chị. Mình làm được là những cái gì mình cụ thể giúp em ha. Mấy bạn ơi, tắt mic đi. Mình, ủa mà sao chị cũng không thấy chị Giang nữa. Em phải kê cái mic nó vô trong miệng thì chị mới nghe rõ em nói. Em để riêng ra cái là chị không nghe rõ em nói luôn á. Ừ, nhưng mà như vậy thì chương trình không có ghi lại một cái đoạn làm backup cho mình khi mà mình chúc tin được á chị. Thì thôi chị cứ nói lớn giúp em ha. Rồi, chị để trước mặt vậy thì cũng được rồi. Mình nói về tài lẻ của mình giúp em đi chị. Chị hiện tại là chị Giang đang ở đâu vậy chị Giang? Hiện tại em đang ở Bình Phước á. Là chị Giang làm nghề gì? Dạ em đang, hiện tại thì em đang làm tài xế. Tài xế gì chị? Tài xế taxi hay tài xế gì? Đúng rồi, tài xế taxi chạy dịch vụ chạy hợp đồng á. Ừ. Wow. Mới thấy một người phụ nữ mà làm nghề này luôn á. Đặc biệt thường là các anh thôi. Lý do gì mình làm nghề này? Sao chị? Lý do gì á? Chị làm nghề này á? Lý do gì vậy hả?
lý do là nói chung là nghề nó chọn người đó chị ơi, không ai muốn làm nghề này đâu, nghề này cực lắm. Hồi trước em làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu, em làm cũng được 10 năm. Trong cái 10 năm đó thì có những lúc mà em cũng làm cũng kiểu như mà công ty nó có ngưng một một số năm á, mà để cho em có những cái năm đó để làm, có lúc em làm pha chế, pha chế xe, mở 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 quán á, mở quán trà sữa, xong rồi em cũng có học tấm hình một cái từ tấm hình luôn, nhưng mấy cái nghề đó nó lại không phù hợp, lại có tai nạn này kia xảy ra rồi cái là em ngưng hết mấy cái đó rồi. Rồi xong thời gian cái lúc ngưng lại em về công ty lại, lúc đó công ty gặp dịch á, nó cũng có trục trặc một số vấn đề, rồi cái trong công việc nó cũng không ổn định, cái em bị chết á, xong cái này em mà làm chung thì nó nói là thôi để em lấy hồ sơ cho chị ra đăng ký chị chạy xe ngoài kia để chị chạy vòng vòng cho nó đỡ áp lực, chứ ở trong phòng không áp lực, cái mà gắn bó tới giờ luôn mà cũng 3 năm rồi đó. Tình trường của mình như thế nào? Chị Trúc ơi, chị hỏi thêm giúp em với. Tình trường hả chị? Tình trường em hỏi em, hỏi chị hỏi. Chị xuất hiện khi quay màn hình vào cái là chị không biết có một đoạn này khúc rồi. Bây giờ Giang ơi, Giang chủ động chia sẻ ha. Ở đây là ekip của chương trình mình thôi chứ không có người nào ở bên ngoài hết. Thì bọn mình sẽ xem về cái khả năng mà ăn nói của mình á. Dạ. Mình tâm tình mình chia sẻ ra chứ mình đừng có hỏi rồi hỏi mới trả lời, nó nhắc gừng từng câu thì bọn mình không có nắm được bạn là người như thế nào, bạn đến chương trình với cái mục đích gì, bạn mong muốn một người như thế nào đó. Mình chủ động mình chia sẻ ra rồi mời bạn ấy, bạn tự chủ động nói nha. Có trả lời cái câu hỏi lúc nãy mà chị kia hỏi em không? Dạ có luôn, có nghĩa là Giang sẽ tự mình chủ động trao đổi về bản thân, làm sao để cho bọn mình chỉ hỏi khi mà thấy thiếu những cái thông tin mà bọn mình cần thôi ha. Rồi xin mời. Tình trường hả chị? Tình trường thì em kết hôn năm 2008 á, em ở được chắc khoảng vài tháng xong cái ly thân xong được độ khoảng mà mấy tháng sau thì cũng hai chồng cũng ở lại tới lúc mà em có con á. Có con của em là năm 2010 thì bắt đầu 2009 thì bắt đầu có em bé đó. Thì là mình cũng có đăng ký kết hôn rồi đúng không? Dạ có đăng ký kết hôn mà tụi em ly hôn được cũng mười mấy năm á. Thì giờ thì em tới cái chương trình thì nói chung là công việc của em á thì em cũng đi suốt ngày à, không có rảnh rỗi. Phần nữa là chắc có lẽ trong cái tư duy của mình đó, cái người trước lúc làm nhưng mình bị tổn thương, xong cái giờ cái gọi là nó không có tin tưởng vô cái chuyện tình cảm á, nên đâm ra nhiều người thật lòng cũng đến nhưng mà nghĩ chắc do là đợt sau hoặc là do không có chưa có duyên gặp á. Em cũng không yêu đương gì cho tới giờ này, cũng lớn tuổi rồi, cũng ba mấy rồi, thấy bây giờ thấy cảm thấy là như nhiều khi nó đơn độc á, muốn kiếm một người để mà chia sẻ trong cuộc sống. Ok, mình muốn tìm một người như thế nào hả Giang? Dạ như là cái vết xe đổ của người trước nên đâm ra em cũng vẫn sợ những cái người mà bị quá ngọt ngào hay là người ta gọi là quá ga lăng á. Quá ngọt ngào, quá ga lăng. Rồi vậy bây giờ phải đối xử với mình tệ bạc mình mới tin tưởng được đúng không? Không biết. Không phải, cũng như là họ chỉ biết cái xong cái hiện tượng mà ga lăng thì nó ga lăng với rất là nhiều người chứ không đơn giản là mình đâu. Em không có những người ga lăng, là họ trầm tính, là họ trầm tính, họ có thể là cái người đó ít nói hoặc là cái người đó gọi là với những người khác thì người đó thật là khó gần, thì ok em cũng vẫn sẽ chọn những cái người khó gần đó. Tại vì những người gần thực sự là em rất là sợ rồi. Hiểu rồi, có nghĩa là chị cũng trong hoàn cảnh em, là nghĩa là chị cũng có ông chồng mà ổng tốt với mình tưởng tốt với mình thôi nhưng hóa ra tốt với tất cả mọi người, cô gái nào cũng tốt luôn đó, kiểu vậy đó đúng không? Em học thích đúng không? Em sợ đau lắm, nói thiệt một lần mà em đau tim còn hơn. Em sợ đau tình cảm lắm nên đâm ra các em không có dành cái tình cảm mình cho người khác, là em cứ sợ bị đau như vậy đấy. Nhưng mà thế thì là em đã sẵn sàng chưa, chứ còn giới thiệu cho em xong cái em lại lo lắng rồi em chia tay người ta nữa.
Dạ không, thì em sẵn sàng, chỉ có là yêu cầu là người đó thật sự là nếu mà trong tỷ dụ đã là đến nhau rồi